chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh thì anh đi đây vẫn mơ như anh từng mơ.
trình tình cha của chúng tôi từ QG Venue là nơi đây. Đã qua những tiết chương trình rất là độc đáo của đêm 10 tại 1, đêm 10 tại 2 và vừa rồi là ánh sao đêm và của tất cả những dòng nhạc chương trình, những dòng nhạc sôi động, kích động và những ngôi sao của làng Việt của chúng ta đã tập trung nơi đây. Thì chúng tôi không quên những vị chương trình của đêm sao Việt tình cha vào ngày chung 16 tay, có nghĩa là đêm Friday vào ngày chủ nhật. Từ lúc 6 giờ thì chúng tôi đã có red carpet ở phía bên ngoài và đại sảnh, và sau đó quý vị bước vào trong sảnh thì chúng ta sẽ có một cái chương trình hòa nhạc nhẹ nhàng, chúng ta sẽ có những món dinner thật ngon miệng, chúng ta sẽ có seafood, rồi chúng ta có những món ăn của nhà tiệc cưới của chúng tôi. Song song đó thì chúng ta sẽ thưởng thức qua những cái bài hát tuyệt vời và những tiếng hát đã được chúng tôi chọn lựa và chọn lọc rất kỹ lưỡng. Chúng ta thấy trên sân khấu chúng ta, từ phía tay cánh tay trái của chúng ta là Trịnh Lan, một người ca sĩ của tiếng Nga với Spy này, và đã có sáng tác nhiều sáng tác rất tuyệt vời. Chúng ta chúc lưu lúc làm là hai cái cô ca sĩ mà làm khuấy động sân khấu và khán giả yêu mến các cô, bởi vì các cô rất dễ thương, rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào và rất đẩy đưa quý vị vào trong những dòng nhạc tình. Chúng ta không quên gặp gỡ lại Minh Tuyết, là một trong những ca sĩ hiện nay đã rất là hot, cô đã có mặt rất nhiều trong những cái stream show tại Sài Gòn. Và chúng ta cũng thấy từ ca sĩ Thanh Truyền, chúng tôi mang những dòng nhạc quê hương vào để chúc quý vị có thể quay trở lại với những nỗi nhớ niềm thương của tình Việt Nam, của quê hương chúng ta. Chúng ta không quên nam ca sĩ Trường Vũ, là một cái nam ca sĩ đã ủ đình nổi đám cùng với lại Tuấn Vũ, cùng với lại rất nhiều đàn anh. Mình đi trước nhân Trường Vũ đã khẳng định một cái chỗ đứng rất là độc đáo của anh, bởi vì tiếng hát của anh, dòng nhạc của anh, giọng hát của anh đã trở thành vĩnh cửu. Quý vị, chúng ta không quên nhắc đến kế bên cạnh chúng ta, mỗi lần nhắc đến anh thì chúng ta lại nhớ đến một người nữ ca sĩ mà đã ra đi để lại cho anh và tất cả mọi người niềm thương, niềm nhớ. Và những người mỗi lần nhắc đến Mạnh Quỳnh thì chúng ta lại nhớ đến Chi Nhung. Hai người này đã gắn liền với nhau, cũng giống như rằng là Quân Chi Hương và Thù Nhân. Vâng, kính thưa quý vị, hai chị Quốc Dương và Thùy Vân ngày xưa nó cũng không tách ra được. Cho đến những lúc này, đến khi mà tôi có một cái lần vui rất là tiệc cưới của tôi đó quý vị, và vẫn còn bị nhắc đến Quốc Dương và Thùy, nó tự im luôn. Cái cô em xin Thùy đến chỗ em Thùy cũng nhiều. À, Thùy Hương bây giờ là Thùy Hương rồi, chứ không còn là Thùy ấy nữa. Và cái thứ quý vị, chúng ta lại nhắc đến một cái cặp đôi mà không hẹn mà gặp, mà không kết mà thành, đó là MC Kỳ Duyên và Quốc Dương. Chúng tôi hoàn toàn là không dự định sẽ có gặp mặt nhau ở trên sân khấu, bởi vì mỗi người thì có một cái đích để mà làm nghệ thuật, nhưng mà chưa có lần nào Quốc Dương được đứng bên cạnh cô MC Kỳ Duyên, và lần này tôi đã được dịp đó. Hay nói cách khác là tôi mở cái show này để nói chuyện với MC Kỳ Duyên để chơi vui đó. Quý vị đã ủng hộ là quý vị ủng hộ Kỳ Duyên thì ủng hộ tôi luôn cái đó rồi, ok nha. Chúng ta cũng có nhắc đến một cặp đôi nữa cũng rất hoàn hảo, đó là anh chị Bích Tuyền, Gerard. Hai người này thì phải nói là máu mê nghệ thuật, đam mê nghệ thuật, có bao nhiêu tiền không thành vấn đề, chỉ cần vui là tính. Nếu quý vị ngay chính giữa của chúng ta, ok, là một ngôi sao đang lên và chưa tìm được đường xuống, đang loay hoay tìm đường xuống, lên lên luôn, đó là Jonathan Johnny Dương. Johnny Dương cũng là quý vị cũng biết là con trai của Dương. Ngôi sao này sẽ khuấy động sân khấu, bởi vì không có ngôi sao này đó thì chương trình sẽ bị nguội ở cái phần đầu. Cho nên ngôi sao này sẽ mở màn chương trình phần đầu đi. Và tôi cũng như anh ta, cũng như là đạo diễn của anh ta, manager của anh ta đã tìm cho anh ta một bài nhạc thật tuyệt vời để mở màn chương trình lần tới này. Bên tay phải của tôi là ca sĩ Mỹ, bên tay trái của tôi là ca sĩ Hồ Anh Tuấn. Ok, và đó là những ca sĩ mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp gỡ quý vị. Và chương trình có ốc, có mềm, có nhẹ và có mặn, ok, có ngọt là quý vị, ngọt ngào như là giọng hát Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, mà duyên dáng như là giọng hát của cô Như Ý và
sôi động nóng bỏng như tiếng hát của hai chúng mình được làm cùng với Johnny Dương, Thịnh Lan cho nên những sáng tác mới của Dương vì duy kỳ này sẽ làm trong chương trình thật kỳ cục. Vé thì sao? Bữa đó mà tôi lên tôi giới thiệu như chắc là cái cỏ sang ngang là một vé thì sao? Giá vé của tôi hiện nay ok mua 10 vé tặng 10 vé tính tiền 20 vé. Nghe sao nó hơi kỳ kỳ phải không? Nó hơi lạ, mua 10 mà tặng 10 đến 20 vé là tôi quý vị có gì nào mua 10 vé thì chúng ta sẽ được tặng nha. Ok, sẽ phải hỏi là có cái special gì thì chúng tôi sẽ có special đó. Ba người đẹp này cố gắng kiếm thêm 7 người nữa đi. Nhớ nha. Làm sao đó, bữa đó tôi tới bàn tôi nhảy đầm với ba cô đó từ làm. Hôm bữa vừa rồi đó, chương trình show vậy đó mà tôi đang đi lang thang cũng bị nóng lại. Em nhớ nghĩ với chị một bài video đó nha. Hứa rồi thì rồi nha. Và anyway, là giá vé 60 đi kim, 80 đi kim, chúng ta chỉ có nước và chúng ta có soda hoặc là quý vị có snack trên bàn. Ok, nhưng mà từ giá vé 100 trở lên cho đến 500 đi kim thì chúng ta sẽ xếp theo cái level và đồ ăn dinner nó cũng khác đi. Và dinner lần này là 7 món nha quý vị, 7 món. Giá vé 100, 150 cho lên đến 200 thì chúng ta lại có tôm hùm nữa. Nói chung là chúng tôi cũng phải tính theo cái số lượng giá vé và cái giá tiền để chúng tôi thêm những cái phần đồ ăn độc đáo cho chương trình. Mong quý vị sẽ đến ủng hộ chương trình nghệ thuật đặc biệt Tùng Cha này. Và một lần nữa cảm ơn đến tất cả các anh chị đang theo dõi YouTube, kênh YouTube của một người bạn của mình và tất cả các anh chị có mặt đây. Chương trình vẫn còn kết nối với những giọng hát hay. Cho phép chúng tôi yêu cầu nữ ca sĩ Thúy Hằng lên sân khấu. Cho xin để chỉ số điện thoại đi Quốc Dương ơi. Số điện thoại của Quốc Dương rất là dễ nhớ, 714-379-5555. Anh nào muốn hút thuốc và số 50 để làm quên số phone Quốc Dương, 714-379-5555. Địa chỉ. Và địa chỉ của tôi là 7722 đường Garden Grove, thành phố Westminster. Và kính thưa quý vị, quý vị lên đến Garden Grove là quý vị sẽ tìm thấy được cái địa điểm Quốc Dương rất là gần đường Beach và Garden Grove. Thank you and one more time, thank you. See you on Sunday.